Xin chào các bạn đã đến với buổi học lý thuyết của chúng ta ngày hôm nay. Hôm trước chúng ta đã học về phần điện hóa học liên quan tới điện phân, liên quan tới pin và một số cái nguồn điện hóa học rồi. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang một nội dung tiếp theo cũng liên quan đến chủ đề về vô cơ. Thực ra thì lớp 10, lớp 11 các bạn nghiên cứu khá kỹ về một số nguyên tố phi kim điển hình. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về một số kim loại điển hình nhưng tuy nhiên chưa đi sâu vào từng kim loại địa hình nào đâu các bạn ạ mà chúng ta sẽ nghiên cứu về đặc điểm chung của các cái kim loại đó và nội dung của chúng ta ngày hôm nay với tên gọi là cấu tạo và liên kết trong tinh thể kim loại vậy thì nguyên tử kim loại khác gì so với tinh thể kim loại chúng ta hay bị nhầm lẫn hai khái niệm này với nhau vậy thì hôm nay thử nghe nhé các bạn thử nghe xem và ghi chép lại cho thầy xem và chúng ta sẽ hiểu xem rằng là nguyên tử kim loại hay tinh thể kim loại cái nào rộng hơn cái nào và cái ý nghĩa của mỗi một đặc điểm về cái tinh thể kim loại mà thầy giới thiệu ngày hôm nay thì có những cái nét gì các bạn cần nhớ và chúng có thể giúp chúng ta giải thích được điều gì về cái tính chất vật lý cũng như tính chất hoặc của kim loại hay không thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu thì nếu các bạn có thể so sánh giống phần hữu cơ chúng ta học Trước khi chúng ta đi vào tính chất của một chất nào đó Chúng ta luôn nói về đặc điểm cấu tạo của chúng Thì đây cũng chính là phần đặc điểm cấu tạo liên quan tới kim loại Và người ta còn mở rộng hơn người ta gọi là liên quan tới tinh thể kim loại Bởi vì tinh thể kim loại là chúng ta đang nói về cái trạng thái tập hợp của chúng Và chúng sẽ ảnh hưởng tới khá nhiều liên quan tới tính chất vật lý của chúng Còn mỗi một nguyên tử kim loại thì sẽ liên quan tới tính chất hóa học của chúng nhiều hơn. Bởi vì khi chúng ta tham gia phản ứng hóa học thì mỗi một cái nguyên tử trong một cái tinh thể hay người ta cùng dùng từ là một cái mạng tinh thể sẽ tham gia phản ứng sẽ tham gia ở quá trình nhường electron hoặc là nhận electron với một cái nguyên tử hoặc là một nhóm nguyên tử nào đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về đặc điểm của chúng các bạn nhé. Và cái điều kiện tiên quyết ngày hôm nay đó là phải so sánh được giữa nguyên tử kim loại và tinh thể kim loại. Các bạn vào phần 1 nhỏ là thầy, xin lỗi 15 mã, chúng ta sẽ nghiên cứu về đặc điểm cấu tạo của nguyên tử kim loại trước. Và rõ ràng nguyên tử kim loại mà một phần chúng ta không phải là mới, hôm nay không phải là hôm nay chúng ta mới học, nhưng cũng đã lâu rồi chúng ta chưa đề cập tới chúng. Vậy thì thầy sẽ có một số câu hỏi đưa ra cho các bạn như thế này. Dựa vào kiến thức về bảng tuần hoàn ở chương trình lớp 10, các bạn hãy cho thầy biết rằng là kim loại thường có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng và kim loại thường sẽ dễ nhường electron hay dễ nhận electron về hơn so với một nguyên tử phi kim. Tất nhiên là phải có cùng cái cơ sở nào đó thì chúng ta mới có thể so sánh được và chúng ta thường so sánh với các phi kim ở cùng một chu kỳ. Chứ không bao giờ có chuyện là một kim loại ở chu kỳ 2 so sánh với một chu kim ở chu kỳ 7 chẳng hạn rất là khó để chúng ta có thể so sánh chúng với nhau. Và chúng ta thường so sánh trong cùng một chu kỳ thôi. Và bây giờ các bạn hãy dành cho thầy khoảng 3 phút 3 phút thôi, hãy đọc lại nội dung này, hãy đọc câu hỏi và đưa ra cái giả thiết của mình, những cái kiến thức mà mình còn có thể nhớ liên quan tới nội dung trên. Và sau khi các bạn đã suy nghĩ xong rồi thì thầy sẽ đưa ra câu trả lời dành cho các bạn. Với một nguyên tử kim loại của chúng ta, các bạn có thể dựa vào bảng tuần hoàn, có thể viết được cấu hình nghe ra thì các bạn sẽ thấy rằng hầu hết các kim loại của chúng ta, thầy dùng từ là hầu hết nhé, thường sẽ có ba cái số electron có thể ở lớp ngoài cùng, thầy dùng từ là ba số có thể. Thứ nhất là kim loại có thể có một electron, kim loại có thể có hai electron hoặc kim loại cũng có thể có ba electron. Những kim loại mà có một electron thông dụng mà chúng ta thường gặp, người ta hay gọi là kim loại kiềm đấy các bạn, gồm có lithium này, sodium potassium, vân vân. Một số kim loại có 2E lớp ngoài cùng mà chúng ta cũng khá là hay dùng ở nhóm 2A á. Chúng ta gọi đó là kim loại kiểm thổ, gồm có magnesium hay gặp này, gồm có calcium này, gồm có barium và beryllium nữa. Có khá là nhiều cái nguyên tố mà có 2E. Nguyên tố có 3E lớp ngoài cùng chúng ta hay gặp nguyên tố gì các bạn còn nhớ không? đó chính là nhôm tiếng việt chúng ta gọi là nhôm còn tiếng latin tiếng nước ngoài tiếng anh chúng ta sẽ gọi đó là aluminium thì đây là đặc điểm về cái số electron ở lớp ngoài cùng của kim loại vậy kết luận đầu tiên các bạn có thể kết luận lại cho thầy như thế này thực ra đây chỉ là kết luận lại thôi bởi vì chương trình lớp 10 chúng ta đã nhắc đến cái điều này rồi kim loại thì thường sẽ có một hai hoặc ba electron ở lớp ngoài cùng chỗ này thì ghi nhầm một chút xíu nhé một hoặc 2 hoặc 3E ở lớp ngoài cùng. Nhớ để như vậy. Và bởi vì có 1, 2, 3E ở lớp ngoài cùng như thế, chúng cũng dẫn đến một cái tính chất ảnh hưởng ở đây. Nó liên quan đến tính chất hóa học đấy các bạn. Và cũng sẽ nhận xét được ở cái đầu dòng thứ hai Đó là kim loại của chúng ta. Thường các bạn nhớ, có bán kính khá là rộng. Đúng không? Bán kính khá rộng. Và chúng có 1, 2, 3E ở lớp ngoài cùng. Làm thế nào để đạt đến 8E? Thì chúng hay có xu hướng là nhường electron đi. So với một nguyên tử phi kim, Phi kim thì thường sẽ có 5, 6, 7 E ở lớp ngoài cùng Thì chúng thường lại có xu hướng nhận electron về phía mình ở Có rất nhiều thứ để nói, đấy là dựa vào số E nhé Dựa vào bán kính và dựa vào hiệu độ âm điện Chính xác hơn là dùng từ là độ âm điện Chúng ta cũng có thể nói được về cái đặc điểm tính chất Cái xu hướng của một nguyên tử kim loại Đó là kim loại thì thường bán kính lớn Do đó lực hút của chúng khá là nhỏ Vậy chúng dễ nhường electron đi hơn so với một nguyên tử phi kim Phi kim thì thường bán kính khá là nhỏ thôi Và độ âm điện của chúng tương đối lớn độ âm điện là khả năng hút electron về phía mình vậy khi độ âm điện lớn như vậy thì một nguyên tử phi kim thường sẽ có xu hướng kéo electron về còn kim loại thì thường có xu hướng nhường electron đi thế nên chúng ta có một cái kết luận số 2 là kim loại thường sẽ dễ nhường e hơn do bán kính lớn hơn và độ âm điện nhỏ hơn so với một nguyên tử phi kim và tất nhiên chúng ta so sánh đó là cùng một chu kỳ còn khác chu kỳ thì hơi khó để so sánh được nên các bạn lưu ý cái điều đó nhé. Và từ cái dữ kiện này thì bài hôm tới chúng ta học về tính chất hóa học của kim loại nói chung ấy thì người ta nói rằng kim loại chỉ có một tính chất duy nhất đó là tính khử. Các bạn nhớ nhé, đó là tính khử. Chúng sẽ nhường electron đi trong quá trình phản ứng và kim loại của chúng ta không có kim loại nào nhận electron về trong những cái kim loại thông dụng của chúng ta đâu. Thế nên các bạn nhớ nhé, chỉ có một tính chất thôi và sẽ có rất nhiều phần lý hóa học để minh họa cho cái tính chất đó. Cái tính chất đó thì chúng ta sẽ được làm kỹ hơn ở buổi học ngày hôm tới. Còn buổi học ngày hôm nay chỉ nói về đặc điểm cấu tạo thôi để các bạn có thể giải thích được vì sao kim loại thường chỉ có tính khử và cái tính khử của chúng trội hơn rất là nhiều so với các phi kim thông thường của chúng ta. Thì các bạn lưu ý nhé, đấy là dựa vào đặc điểm cấu tạo của nguyên tử kim loại. Vậy các bạn có thể hiểu rằng nguyên tử kim loại nó giống như một khối cầu của chúng ta ấy giống như một khối cầu. Cái khối cầu đấy sẽ gồm có hạt nhân và các electron quay xung quanh hạt nhân của chúng. Tất nhiên chúng đã học khái niệm về orbital rồi. Thực tế các electron không di chuyển theo một quỹ đạo nhất định. Nhưng xét cho cùng, chúng vẫn là nằm ở lớp E và vẫn có sự di chuyển mặc dù không có quỹ đạo, nhưng chúng vẫn di chuyển xung quanh hạt nhân. Nhớ nhát xung quanh hạt nhân Theo các hình dạng về orbital S hoặc orbital P Vân vân và vân vân Thì đấy là chúng ta nói về cái nguyên tử kim loại Vậy thì tinh thể là gì Thì các bạn hãy nhớ cho đây một điều như thế này Khi một nguyên tử kim loại đứng một mình Chúng ta chỉ gọi là một nguyên tử thôi Nhưng khi chúng ta có nhiều nguyên tử kim loại Liên kết lại với nhau Tạo ra một cái hình thù nhất định nào đó một cái cấu trúc phân tử nào đó thì người ta gọi đó là mạng tinh thể hay bây giờ người ta chỉ còn gọi là tinh thể mà thôi chúng ta có thể gọi đầy đủ là mạng tinh thể cũng được mà gọi là tinh thể kim loại thôi cũng được vậy thì các bạn hãy kết luận về một cái ý thứ ba đó là các nguyên tử kim loại liên kết với nhau tạo nên một thứ người ta gọi là mạng tinh thể kim loại Tức là nhiều nguyên tử có thể sắp xếp với nhau tạo ra một cái hình dạng cố định nào đó Thì cái hình dạng đó, cái mô hình đó người ta gọi là mô hình về mạng tinh thể của kim loại Nhớ nhá, thế nên mạng tinh thể của chúng ta thường không có một kim loại đâu Mà sẽ có rất là nhiều kim loại khác nhau Và hầu hết là điều kiện thường của chúng ta, các kim loại đều tồn tại ở trạng thái rắn Do đó chúng sẽ có một cái hình dạng xác định và bởi vì hình dạng xác định như vậy là do các cái nguyên tử kim loại này đang tạo ra những cái mạng tinh thể tương đối là xác định. Thế nên chúng mới có hình dạng như vậy, trừ một nguyên tố kim loại duy nhất không tồn tại ở trạng thái rắn. Đó là kim loại thủy ngân, hay người ta còn gọi là Mercury, ký hiệu bởi chữ HG. Và bây giờ chúng ta sẽ sang phần 25 mạng. Chúng ta sẽ cùng nhau nói về đặc điểm cấu tạo của tinh thể kim loại, hay gọi là mạng tinh thể kim loại. Thì như thầy vừa nói với các bạn rồi, khi nói về tinh thể kim loại của chúng ta, thì các bạn phải nhớ rằng là chỉ có hg là cái nguyên tử kim loại duy nhất của chúng ta, hay còn gọi là nguyên tố kim loại duy nhất, không tồn tại ở dạng mạng tinh thể bình thường đâu, bởi vì nó tồn tại trạng thái lỏng. Nhưng những thằng ở tồn tại trạng thái rắn ở điều kiện phòng á, thì cái cấu trúc mạng tinh thể của chúng là có hình ảnh, có hình dạng và người ta thống kê được rằng trong thực tế trong tự nhiên của chúng ta có ba kiểu mạng tinh thể phổ biến, Thầy dùng từ là phổ biến chứ không phải là tất cả một trăm phần trăm hãy nhớ như vậy đây là hình ảnh của ba kiểu mạng tinh thể với ba tên gọi hình ảnh đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy rằng hình ảnh này giống như một cái hộp của chúng ta đây là một khối lập phương lập phương của chúng ta gồm có 6 mặt là 6 hình vuông nhắc và hình chữ nhật lưu ý đây là lục phương hình lập phương chứ xin, xin lỗi hình lập phương không phải hình hộp chữ nhật và ở mỗi một cái đỉnh của hình lập phương của chúng ta sẽ có một cái nguyên tử kim loại các bạn ạ, gồm có, có một nguyên tử kim loại và nằm ở chính giữa cái hộp lập phương đó chính giữa cái mạng tinh thể đó có thêm một nguyên tử nữa nó giống như trong toán học chúng ta dùng cụm từ là tâm cầu ngoại tiếp với các bạn từ cái chỗ đấy chúng ta kẻ ra được đến đều tất cả các đỉnh và khi đó cái tên gọi của mạng tinh thể này người ta gọi là mạng tinh thể hình lập phương tâm khối lập phương là tổng thể của cả cái hình đấy rồi tâm khối có nghĩa là tâm của cái khối đó tâm của cả cái mạng tinh thể đó có một cái nguyên tử nữa đấy người ta gọi là cấu trúc mạng lập phương tâm khối. Đây người ta vẽ giãn ra cho chúng ta dễ nhìn rồi các bạn nhé. Chứ thực tế các kim loại không quá xa nhau như vậy đâu. Và thứ hai, hình ảnh thứ hai cũng xuất phát bởi hai từ lập phương. Bởi vì hình ảnh xét cho cùng thì chúng cũng sẽ có tổng cộng là 6 mặt là hình vuông. Nhưng tuy nhiên ở giữa lại không có một nguyên tử kim loại nào nằm ở chính giữa tâm đâu. Mà lại xuất hiện thêm 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nguyên tử khác xuất hiện ở 6 mặt Mỗi một mặt sẽ có một nguyên tử kim loại giống như nhá, giả sử cái mặt đằng trước chúng ta, giao của hai cái tâm này này, hai cái đường chéo này xuất hiện một nguyên tử. Mặt bên xuất hiện một, mặt bên kia xuất hiện một, mặt trên mặt dưới đều xuất hiện. Vậy tóm lại là sẽ nhiều hơn 6 nguyên tử so với một hình bình thường, bởi vì 6 cái nguyên tử kim loại đó tạo ra những cái nút trên mỗi mặt. Vậy thì cái kiểu thứ hai này người ta gọi đây là lập phương tâm mặt. Nếu nhá tiếng Việt chúng ta gọi là lập phương tâm mặt. Nhưng mà tuy nhiên ngày xưa thì các cụ hay gọi hoặc là các thầy cô ngày xưa hay gọi một tên gọi khác hay hơn Kiểu nó hán việt hơn một tí xíu Người ta gọi là lập phương tâm diện Diện có nghĩa là mặt thôi các bạn Tức là mỗi mặt của chúng ta sẽ xuất hiện thêm một cái nguyên tử kim loại nữa Đấy chưa các bạn? Đấy là kiểu mạng tinh thể thứ hai Bắt đầu chúng ta thấy rằng nó dày hơn rồi đấy các bạn Đúng không? Người ta gọi là độ đặc khít cao hơn So với loại thứ nhất rồi Loại thứ nhất thì thường nó không đặc khít lắm đâu Các bạn nhìn đi Cái mật độ phân tử nó thấp hơn rất là nhiều so với kiểu thứ hai Và kiểu thứ ba của chúng ta hình dạng của chúng ta không còn là lập phương nữa đâu Mà đây là hình lục phương Bởi vì chúng ta sẽ gồm có 6 mặt bên các bạn ạ Tổng cộng hình này có 8 mặt thì trong đó một mặt trên một mặt dưới rồi còn 6 mặt bên xung quanh thì giống như một hình lục giác ấy các bạn và ngoài ra thì ở ba mặt các bạn nhé ở ba mặt không đối diện nhau xuất hiện thêm các cái nút tinh thể nữa hình ảnh này thấy thấy là hơi thiếu à đây có đấy các bạn nhưng mà tuy nhiên thì người ta không biểu diễn hết ở ba mặt không liền kề nhau dùng từ để như vậy thì xuất hiện ba nguyên tử kim loại nữa thì tóm lại là các bạn nhớ hình ảnh của chúng thôi nhớ cái tên lục phương là được rồi ngày xưa thì người ta gọi là lục phương thôi nhưng bây giờ chúng ta gọi với tên gọi khác nó dài hơn một tí xíu người ta gọi là lục phương chặt khít nhé các tài liệu người ta gọi là lục phương chặt khít còn ngày xưa người ta chỉ gọi là lục phương thôi thì đây là ba kiểu mạng tinh thể phổ biến cho các bạn và thầy sẽ phóng đại từng mạng tinh thể lên để nói về đặc điểm của mỗi dạng này cho các bạn nhé ở dạng đầu tiên chúng ta nói đó là lập phương tâm khối thì lập phương tâm khối khi thầy phóng đại lên thì các bạn nhìn thấy rồi đấy có một cái nguyên tử ở chính giữa thôi người ta gọi là tâm cầu ngoại tiếp và đối với sau này lên đại học đôi khi chúng ta có những bài tập tính bán kính tính khoảng cách Giống như trong người ta gọi là hình học không gian của chúng ta ấy. các bạn hoàn toàn làm được những bài tập đấy. Nếu các bạn đã nắm chắc kiến thức của hình học không gian. Vậy đối với lập phương tâm khối của chúng ta thì có độ đặc khít chỉ rơi vào khoảng 68% thôi. Độ đặc khít của chúng là 68% nhá. Thì các bạn nhớ đến cái bài tập tính bán kính nguyên tử mà lớp 10 để có hướng dẫn các bạn á. Thì khi chúng ta đổ các nguyên tử kim loại vào một cái mạng tinh thể thì rõ ràng trong mạng tinh thể đấy tất cả các nguyên tử kim loại dù có đứng sát cạnh nhau đi chăng nữa, chúng cũng không thể lấp đầy được 100% của cái mạng tinh thể. Giống như đây này, cả cái mạng tinh thể này nhưng thực tế là các nguyên tử nó sẽ gần nhau hơn đấy các bạn. Và cái độ đặc khít của chúng tức là cái mật độ của chúng cao nhất là chỉ có khoảng 68% của cả cái hộp này thôi chứ không đến 100%. Thứ hai là trong này chúng ta không dùng từ bây giờ không dùng từ là có 8 à người ta gọi là dùng phối trí đi. À người ta gọi là số phối trí là 8. Vậy phối trí là gì? Thì phối trí ở đây chúng ta hiểu giống như là Ừ, cái phần này nó hơi khó nhé phần này thầy tạm để lại cho các bạn hôm tới học về cái phần phức chất thầy sẽ nói giới thiệu kỹ hơn về cái cụm từ phối trí này thì người ta có nói rằng là trong phân tử trên thì có tổng cộng là 8 phối trí nhớ nhá 8 phối trí giống như là các cái đỉnh ở mỗi một cái hình ở mỗi cái nút mạng như các bạn đấy người ta gọi là phối trí đấy số phối trí là 8 và cuối cùng có một số kim loại điển hình có kiểu mạng là phương tâm khối là lithium này, sodium, potassium, potassium hoặc là barium thì lưu ý rằng là đối với cái, cái nguyên tử kim loại nào mà được cấu tạo bởi kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối thì có thể giải thích được một nét về tính chất vật lý của chúng đó là nhiệt độ nóng chảy thường khá là thấp bởi vì sao vì vì chúng kém đặc khí đối với kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối thì người ta thấy rằng độ đặc khí của chúng thấp hơn rất nhiều so với hai nàng còn lại thế nên nhiệt độ nóng chảy của chúng thấp hơn so với hai nàng còn lại đấy giá so sánh cùng mạng tinh thể với nhau thì đấy là kiểu thứ nhất người ta gọi là lập phương tâm khối Kiểu thứ hai chúng ta gọi đó là lập phương tâm mặt Bởi vì mỗi một mặt bên của chúng ta như thầy nói với các bạn 6 mặt sẽ có 6 nguyên tử kim loại nữa ở nằm ở nút mặt Mà chúng ta có thể gọi một tên gọi khác là lập phương tâm diện cũng được Tùy các bạn lựa chọn cái tên gọi nhé nếu nói về độ đặc khít thì phân tử này đặc khít hơn so với thằng kia rồi. Và độ đặc khít của chúng chiếm tới tận 74% cơ. Cao hơn so với con số 68% của lập phương tâm diện. Nếu nói về số phối trí thì phân tử này người ta nghiên cứu rằng có tổng cộng là 12 phối trí các bạn nhé. 12 phối trí. Còn tại sao lại là 12 phối trí? Thì sau này chúng ta sẽ đề cập sau hoặc là bạn nào nghiên cứu kỹ hơn thì thầy sẽ nói thêm về cái phần đó. Còn nếu không chỉ mang tính giới thiệu thôi. Và cuối cùng một số nguyên tử kim loại mà có động tới cái kiểu là phương có cấu tạo bởi kiểu lập phương tâm mặt của chúng ta hay còn gọi là phương tâm diện gồm có calcium này, strontium hoặc là copper hay còn gọi là kim loại đồng. Đây là một số kiểu và tất nhiên rồi so với cả cái lập phương tâm diện thì chắc chắn xin lỗi so với lập phương tâm khối thì chắc chắn kiểu mạng hình thể thứ hai này nhiệt độ nóng chảy của chúng sẽ cao hơn so với cái kiểu thứ nhất. Và kiểu cuối cùng thầy phóng đại lên người ta sẽ gọi là lục phương chặt khít, nhớ nhá, đây là hình ảnh của mô hình lục phương chặt khít. Thì độ đặc khít của lập phương chặt khít thì người ta tính toán được sẽ rơi vào khoảng 74%. Số phối trí của chúng cũng giống so với cả lập phương tâm mặt, đó là 12, hai con số này rất giống nhau. Và trong thực tế của chúng ta để nói về cấu tạo kiểu lục phương thì chúng ta có hai cái nguyên tử kim loại thông dụng đó là beryllium và magnesium. Đây là hai nguyên tử kim loại thuộc nhóm 2A hay còn gọi là kiềm thổ. Thế vừa xong thì đã so sánh cho các bạn ba kiểu mạng tinh thể rồi. Các bạn hãy nhớ tên gọi của chúng và hình ảnh của chúng nhé. Biết đâu đấy sẽ có một bài tập tính bán kính nguyên tử mà đòi hỏi các bạn cần phải làm. Vận dụng kiến thức về hình ngọc không gian. Đấy chưa các bạn? Thì đấy người ta gọi là tinh thể kim loại, sự liên kết của nhiều cái nguyên tử kim loại với nhau. Nhưng mà nhiều bạn sẽ đặt ra câu hỏi rằng là ơ tại sao các nguyên tử kim loại để liên kết với nhau nhỉ? Chúng ta học liên kết cộng hóa trị rồi, liên kết ion rồi. Thế thì chúng liên kết với nhau bằng liên kết gì bây giờ nhỉ? Chúng chẳng có thể một thằng thừa một thằng thiếu để gọi là ion. Chúng không không có hai thằng cùng thiếu để gọi là cộng hóa trị. Đây là hai thằng cùng thừa cơ các bạn. Vậy tại sao lại như vậy? Thế thì bây giờ chúng ta sang phần hai nhỏ, cũng là phần cuối cùng ngày hôm nay. Chúng ta sẽ nói với nhau về cái khái niệm người ta gọi là liên kết kim loại để giải thích vì sao các cái tinh thể kim loại cái mạng tinh thể này tồn tại được và các nguyên tử kim loại liên kết với nhau như thế nào thì thầy mời các bạn theo dõi một cái clip nho nhỏ như sau Sau khi theo dõi cái clip ngắn như vậy chỉ có khoảng 25 đến 26 giây thôi thì thầy nghĩ rằng các bạn đã tưởng tượng ra được rồi. Bởi vì thực tế nhá, thực tế với cái mạng tinh thể kim loại như thầy nói lúc nãy là các nguyên tử nó đứng gần nhau cơ, chứ không phải là xa nhau đâu các bạn. Đây thầy cho bạn xem hình ảnh như thế này. Rồi, thực tế là đây là mô hình ở bên phải các bạn nhìn thấy rằng là trông thì có vẻ là nó xa nhau nhưng thực tế mô hình kiểu kiểu khi kiểu gọi là khối cầu thực tế ấy, thì nó sẽ sát gần nhau như thế kia các bạn kìa đó sát gần nhau như vậy và khi sát gần nhau như vậy thì những cái hạt electron của nguyên tử kim loại này đôi khi nó lại thành electron của nguyên tử kim loại kia bởi vì cứ chúng cứ chuyển động một cách ngẫu nhiên trong cái khu vực orbital đó thì lực hút của các kim loại này lúc thì nó mạnh nó đẩy tác động đến lúc thì thằng kia tác động tới thế nên cái electron đấy người ta gọi là electron tự do di chuyển trong mạng tinh thể của chúng và chúng cũng chính là sợi dây xích để kết nối các cái nguyên tử kim loại với nhau giống như đây là nguyên tử thứ nhất đây là nguyên tử thứ hai có những hạt electron di chuyển xung quanh nguyên tử thứ nhất nhưng đồng thời chúng đi vào cái vùng gọi là vùng kiểm soát của nguyên tử kim loại thứ hai thì khi đó cái hạt e đấy lại bị hút bởi hạt nhân của chúng thế nên hai hạt hai cái hạt nhân nguyên tử hai cái cát trông kim loại này cứ hút cái electron đó vậy thì tạo ra một cái lực hút và lực hút đấy người ta gọi là lực hút tĩnh điện của cái mạng tinh thể kim loại giữa các cái nguyên tử kim loại với nhau các bạn hiểu chưa và đây là hình ảnh phóng đại lên cả đã nhìn thấy các ca trong kim loại của chúng ta thường sẽ là những cái khối cầu dấu cộng á thì chúng đứng gần nhau quá mà nên chúng ta không còn phân biệt được electron nào là của cái nguyên tử nào và chúng ta sẽ gọi là electron chung cho cả cái mạng tinh thể đấy và người ta hay dùng từ là electron tự do trong mạng tinh thể nó cứ di chuyển thế thôi và từ cái này hôm tới chúng ta sẽ giải thích với nhau liên quan tới cái tính chất vật lý của kim loại ảnh hưởng rất nhiều bởi chính cái electron tự do này để cho các bạn và kết luận cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay nhé, Đó là liên kết kim loại được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các electron hóa trị tự do với các ion dương kim loại ở nút mạng. Electron hóa trị tự do có nghĩa là gì? Electron hóa trị là electron lớp ngoài cùng, tự do bởi vì chúng cứ di chuyển ở uh, ngẫu nhiên ở xung quanh nguyên tử kim loại đấy thôi, xung quanh cái cắt trong kim loại đó. Nhưng tuy nhiên thì như thầy nói thì có lúc thì nó thuộc về các trong kim loại này, nhưng có lúc nó lại bị hút bởi các trong kim loại kia. Thế nên nó tạo ra một cái liên kết giữa các cái nguyên tử kim loại với nhau. Thì liên kết đó được gọi là liên kết kim loại. Nghe thì khá là giống liên kết ion đúng không các bạn? Thế nên có một câu hỏi cuối cùng thầy muốn các bạn trả lời cho thầy ngày hôm nay. Đó là hãy so sánh hộ thầy giữa liên kết kim loại và liên kết ion có đặc điểm gì giống nhau và đặc điểm gì khác nhau các bạn nhỉ? Thầy cho các bạn khoảng 2 tới 3 phút suy nghĩ, đưa ra cái quan điểm của mình và thử xem cái quan điểm đấy giống hay khác về cái quan điểm mà thầy đưa ra các bạn nhé Cái quan điểm thầy đưa ra ở đây nó về đặc điểm giống nhau đi Giống nhau thì ion hoặc là liên kết kim loại đều là được hình thành Dùng từ hình thành nhé Bởi lực hút tĩnh điện giữa các điện tích trái dấu Đúng không? Đều được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các điện tích trái dấu Thế nên tồn tại ở dạng ion hay là kim loại ở mạng tính thể đều là tồn tại trạng thái rắn là như vậy bởi vì cái lực hút tĩnh điện thường nó mạnh hơn rất là nhiều so với cái liên kết cộng hóa trị của chúng ta nếu so sánh về mặt năng lượng. Thế nên kim loại hầu hết tồn tại trạng thái rắn và phân tử ion cũng như vậy đều tồn tại trạng thái rắn. Thế đấy là đặc điểm giống nhau. Nhưng dựa vào đó chúng ta đi sâu hơn về lực hút tĩnh điện đó thì tìm ra ngay điểm khác nhau các bạn ạ. Đối với cả ion của chúng ta liên kết ion thì lực hút tĩnh điện giữa một ion dương và một ion âm có thể là một cát trông kim loại và một anion gốc axit chẳng hạn có thể hút với nhau đúng không? Một thằng dương, một thằng âm. Nhưng bản chất là một kim loại, thường là một cát trong kim loại hoặc NH4+. Cộng. Với cả một bên kia là một anion gốc axit hoặc là một cái nguyên tử phi kim nào đó sau quá trình mà chúng nhận electron về thì hút với nhau bởi là hút trái dấu như thế. Nhưng đối với cả liên kết kim loại thì câu chuyện nó hơi khác một tí xíu, cũng là một điện tích dương, cũng là một điện tích âm, nhưng điện tích dương của chúng ta là cát trong kim loại thì cố định rồi, đúng không? Nhưng điện tích âm của chúng ta ấy, các bạn nhớ rằng nó là các electron cơ chứ không phải một cái anion gốc nào các bạn ạ. Không phải anion phi kim cũng không phải anion của gốc axit mà nó là chính là các electron. Thế nên khác nhau ở chỗ đó. Giống là cùng là lực hút điện tích cháy dấu, nhưng khác nhau về bản chất những thằng hút nhau ở đó. Một thằng là giữa một cation, một thằng là anion, một thằng giữa một cation và các electron tự do xoay quanh trục. Thế đấy là đặc điểm giống và khác nhau giữa tinh thể kim loại ở với cả người ta gọi là liên kết kim loại với cả liên kết ion. Để cho các bạn Vậy toàn bộ nội dung buổi học ngày hôm nay chúng ta rất ngắn gọn rồi các bạn ạ Nó giống như là một cái mục của phần học hữu cơ Nghiên cứu về đặc điểm cấu tạo chung của các kim loại đó Bởi vì từ đặc điểm đó như thầy nói Chúng ta giải thích được về tính chất vật lý Giải thích được về tính chất hóa học của tất cả kim loại của chúng ta Thực ra không dùng từ tất cả là không đúng Giải thích được hầu hết được các cái tính chất của các kim loại thông dụng Mà chúng ta thường gặp trong đời sống hàng ngày để cho các bạn. Vậy tính chất của chúng như thế nào? Ở đặc điểm vật lý, đặc điểm hóa học của chúng ta sao. Thì hẹn gặp lại các bạn vào buổi hôm tới. Chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái tính chất hóa học cũng như tính chất vật lý của các cái nguyên tử kim loại thông dụng trong đời sống hàng ngày. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi học lần sau. Xin chào lại các bạn.